ta nói xui gì đâu á bà con bích tấu nữ xưa nè cây quay gần lại tược bự mập cao vậy mà giao đến khách trồng chết hai chục cây rồi xui dữ vậy ta <laughs> nói vui thôi chứ chú khách quen chú mua mấy đợt rồi mà đợt này đúng là xui thiệt cây bà con ta xem nè tược cao bự vậy chồng không hiểu lý do vì sao chết thì hôm nay chú mua nữa bên thắng giao lên nhờ bạn giao cây đi coi làm sao chú chồng sợ nó bị thấp á ngập nước nó chết thôi chứ tược cỡ này cây ngon lành rất là khó nha còn riêng với em nói bà con nhiều lần rồi đây mít tố nữ bị sầu riêng chú chồng chết là bình thường mấy khách khác cũng vậy tại vì cái giống nó hơi khó hôm nay con bù cho chú lại 20 cây mít tố nữ xưa này với lại mít sầu riêng, mít sầu riêng được này lấy bầu nhỏ gửi chú nha. Con nói làm sao? Tại bầu lớn đi bị chết hoài. hoặc là cây ghép mắt cũng được. ghép mắt thì thân nó cũng nhỏ thôi. Riêng mấy giống này là ghép gốc nhỏ nhỏ thôi mà con. Mà em thắng có nói với bà con cô bác rồi đó. chú rất là tuyệt vời, tuyệt vời vì sao? ở cách đối nhân xử thế là một người tử tế và đàng hoàng khi mà điện tiếp tục đặt cây chú cũng có thông báo cây chết nhưng mà chú nói thôi tụi con khỏi bù cho chú nhưng mà lần này chết hình như là lần thứ hai rồi mình không thể lấy sự tử tế và đàng hoàng của người ta mà mình đi làm không đúng mà con cứ trong vòng tháng đầu trồng ok giúp con mà cây cối nó có vấn đề đó cứ thông báo tụi con sẽ hỗ trợ con con bù chú rất là tử tế như vậy mình không thể lợi dụng được em thắng bù bình thường và chú đặt đợt này tiếp tục là vừa vừa ta nè vừa ta tái trà bá luôn đợt rồi có mấy cái nó hơi hơi lép hơi nhỏ chú nói đợt này phải lựa tới bự cho chú hết bự trà bá nện vậy nè bà con ta biết rồi trong một buồn vừa thì chắc chắn là sẽ có những trái nó nó đẹp nó nhỏ nhưng mà chú nó không được lựa đều giùm chú thì con cũng lựa ok lại làm ăn vậy đó, bà con có người này người khác nhưng mà hắn cũng nói là rõ ràng với bà con rồi cây trong vòng tháng đầu mình cứ chăm sóc tốt có trường hợp xui nhắn từ khi mà nhắn em nói những lời không phải không chấp nhận đền thì bà con có thể nói xấu bốc phớp em như thế nào cũng được còn sau một tháng đã biết người ta nói như vậy quy định như vậy rồi sau một tháng mình nhắn tin muốn ta đền chi nữa Xong cái em nhắn nói lại Thì kiểu sĩ diện ảo nổi lên Mình đang gây khó cho người bán rồi đó Mình phải biết chứ Ở đây em cũng giống em Học hỏi theo cách sống của chú Mình sống tử tế đàng hoàng Mà không có để người ta lợi dụng cái đó Cái nào rõ ràng hả bà con cô bác Còn mình mà người lịch sự Biết điều biết chuyện hàng tháng này sẽ xử lý một cách Đẹp mắt cho bà con Còn mình không biết điều biết chuyện thì khỏi luôn em có sao em căng vậy em chơi à em là dân biết chơi biết sống lắm cái này giao chú này dưới bù cây vừa ha tái trà bá nện anh luôn chú ở cờ đỏ cần thơ đó bà con xã đông thắng lên bên đây trước nên nhiều bà con cô bác đó, đặc biệt hắn nói thật luôn bà con cô bác mà đã lớn tuổi nhưng mà mình sống gia chạm cuộc sống nhiều á nôm na là những bà con thường mà mình kinh doanh làm ăn à, nghe con nói mình sẽ cảm nhận được cái cái hàng này nó như thế nào ít gì khi thông qua cái kênh youtube tiktok bà con nhìn qua màn ảnh có thể biết được cái hàng này nó xạo nó thật được bao nhiêu phần trăm luôn á lên luôn đó. em kiểu người cương trực miền Tây có sao nói vậy thẳng thắn rõ ràng sống không khép mình không nịnh bợ nên giờ về quê làm nông dân luôn à con nghĩ đi tánh thắng vậy nè mà lúc làm hướng dẫn thắng đi mấy cái đòn biết vô mấy đòn mà kiểu nhà nước mà bên cấp cao á thắng từng đi những đòn mà mình đi xe 45 nghe mà xe biển số đỏ là chạy sao sao xe thắng á tại trên đó có những người rất là lớn đi những đoàn đó thắng không áp lực mà thấy những cô chú anh chị làm trong đó áp lực quá cái ông ship đó vui là mình vui mà ông buồn là phải buồn ông uống là uống ông ăn là mình ăn ông ngưng là mình ngưng áp lực quá bà con sống vậy có tiền cũng không 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 thắng không chịu đâu em đi rất là nhiều đoàn cấp cao luôn nhưng mà mấy đoàn đó không phù hợp với em rồi cảm ơn bà con à, mình mua cây thể liên hệ em thông tin nhà em ở ấp uh, Sơn quy thị trấn Chợ lách tỉnh bến tre các số điện thoại đều có sử dụng uh, trang mạng xã hội hết <laughs> có chú cũng tới uh, đặt cây mà chú không có điện thoại cho thắng chú đi tìm hơi khó do nhà thắng uh, ngoài quốc lộ xong rồi vô cái lộ tẻ nhỏ rồi vô hẻm nữa nên có gì bà con mà tìm không được điện đi rồi uh, em thắng ra đón cho nó thuận lợi hơn nha cảm ơn cô bác